cái tình trạng mà trằn trọc khóc đêm mà nó diễn ra trong bao nhiêu lâu thì mình sẽ cần phải mang bé đi để khám và xác định đấy là bệnh lý ạ? Vâng. À, cái quy luật nó gọi là 333, tức là ba con số 3. Nếu khóc trên 3 tiếng trong một ngày, khóc trên 3 ngày trong một tuần và khóc trên 3 tuần liên tục thì đấy gọi là khóc bất thường hay gọi khóc dạ đề. Thì đấy là chúng ta phải xem, phải có bác sĩ kiểm tra. Dạ. Ờ, thế thì tức là cái vấn đề mà khóc dạ đề á thì theo em được biết thì đấy là một cái từ rất là dân gian. Vâng. Vâng, nhưng mà khi mà các bác sĩ nghiên cứu về bệnh học ấy thì cái đấy nó là do cái nguyên nhân gì ấy? Mình có cách nào để khắc phục cái tình trạng khóc dạ đề không? Khóc dạ đề thì hiện nay đa số là không rõ nguyên nhân, còn một số thì có một cái biểu hiện của cái rối loạn thần kinh thực vật, quải xương, thế hoặc nguyên nhân thần kinh, còn đa số là không rõ nguyên nhân.